Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật của Thiện Phú. Bên dưới video có một nút đăng ký màu đỏ nằm bên phải màn hình. Khi anh em nhấn vào nút đăng ký màu đỏ là anh em đã theo dõi kênh chia sẻ đồng hồ đồ nhật của Thiện Phú. Và khi Thiện Phú ra những video mới nhất thì anh em sẽ là người ưu tiên nhận được những video sớm nhất, không bỏ lỡ những cái sản phẩm mà mình yêu thích. Và ngày hôm nay Thiện Phú review 49 mẫu sản phẩm nha anh em. Con này mẫu số 1 hiệu là Calvin Klein. Con này còn hợp nha nè. Con này đồng hồ của Thụy Sĩ. Cái mặt nó làm rất là đẹp nha nè. Thiết kế rất là đẹp, 2,5 kim. Cái mặt bên này nó sáng, bên này nó cái màu, hai màu khác nhau, nó chia hai khoảng. Một khoảng bên này nó màu trắng. Màu trắng, con này màu bạc nha nè. Đây màu trắng, bên này màu bạc và nó đảo ngược lại, bên này màu bạc và bên này màu trắng. Ở dưới này nó để switch mat, toàn thân nó mạ vàng nha anh em, mạ vàng. Và nhìn cái bộ máy, nhìn cái mặt sau này rất là chắc luôn nha anh em, nhìn không khác gì là vàng đúc luôn nha anh em. Cái màu của nó nhìn rất là chắc. Dây khóa nguyên zin. Con này size 40. Con này mà thay một bộ dây da nâu vô thì hết tiết chấm luôn như này. Đẹp luôn. Nhìn mặt sau rất là đẹp. Con này mẫu số 1 giá là 1,6 triệu. Nhìn như là vàng đúc luôn á. Size 40 nha anh em. Chạy 2,5 kim, chạy pin nha anh em, chạy pin. Pin Thụy Sĩ chính hãng. Qua mẫu số 2, con này con đồng hồ hiệu GC nha anh em. GC Swissmed của Thụy Sĩ. Con này cũng còn hợp. GC đồng hồ chạy 3 cốt 6 kim, độ mới cao nha anh em, độ mới rất là cao. Niền nó làm vàng hồng, nấm có logo GC, dây khóa vẫn còn nguyên zin, dây GC nha anh em. Bộ máy đẹp lắm nha anh em, bộ máy vàng to lắm. Con này size 43. Mặt kính là màn kính sapphire nha anh em. Con này là màn kính sapphire. Con này đồng hồ chính hãng của Thụy Sĩ. Con này mẫu số 2 giá là 2,7 triệu. Con này 2,8 triệu anh em. 2,8 triệu. Mẫu số 2 giá là 2,8 triệu. Kính là một kính sapphire luôn. Con này mua mới là 10 mấy triệu nha anh em. Full hợp. Qua mẫu số 3. Mẫu số 3 con này con đồng hồ hiệu Rolex.
chạy automatic nghiền đính đá nha anh em. Đá rất là sáng, đá hay cương mình sáng. Cọc số nó đến đá nha anh em. Dây nó làm dây demi. Núm xuống ốc chống nước. Chạy máy Thụy Sĩ vàng 5 tầng. Con này size 36. Size 36 nha anh em. Để Thiện Phú mở cái máy ra nha. Nó chạy 25 trang kính nha nè. Chạy 25 trang kính. Chạy máy 1940 5 tầng. Mấy cái dòng máy này chạy rất là ổn nha nè. Con này mẫu số 3, giá là 4,3 triệu. Mặt rất đẹp. Qua mẫu số 4. Con này con đồng hồ hiệu là Bauherwich. Thương hiệu của Germany. Con này còn hợp nha. Con này nó có cái mỏ neo, hình mỏ neo. Mặt màu xanh nha anh em. Mặt màu xanh, làm kính sapphire, con này kính làm bằng sapphire. Size 38.5. Dưới cái góc xấu dừa này nó làm hình mỏ neo. Chạy hai kim. Con này chạy máy Ronda nha anh em. Máy Ronda của Thụy Sĩ. Và kính là một kính Sapphire Glass. Và thương hiệu của nó là Germany. Toàn thân mạ vàng hồng. Mặt xanh nha anh em. Kính sapphire chống trầy. Con này mẫu số 4. Mẫu số 4 giá là 1,4 triệu. Còn rất là mới nha anh em. Còn rất mới. Và mẫu số 5. Mẫu số 5 con này con đồng hồ hiệu Technot. Hiệu Technot còn dây nha anh em, còn dây đây. Đoạn dây. Nhưng mà nó không có hộp.
Con này đo bên trong này là size 37.5, còn đo bên ngoài luôn, full luôn là size 42. Niềng nó làm vàng nha anh em, dây vàng. Dây làm vàng như này. Có một ô của du lịch nha anh em. Con này kính làm bằng kính sapphire nha anh em. Kính làm bằng kính sapphire. Technoc, con này mua mới cũng là 30 mấy nghìn yên á. 38 nghìn yên. Con này mẫu số 5, giá là 1.800.000. Độ mới còn 98% nha anh em. Thiếu hộp thôi. Qua mẫu số 6. Mẫu số 6, con này con đồng hồ hiệu Citizen Z nha anh em, chạy 21 chân kính. Mặt nó rất là đẹp. Citizen Z bọc vàng toàn thân. Bọc luôn phía sau nha anh em, nó bọc vàng 20 micron. Nó có hỗ trợ quốc phụ, con này chạy rất là ổn nha. Để qua đêm là không chết nha, đeo lên tay để qua đêm không chết, ngủ dậy vẫn chạy bình thường. Con này size 35.5. Rửa cốt rất là lâu. Con này máy của nó là máy Citizen Z thì không có cái đồ mỡ nha. Cái nắp nó là nắp ép, mình bỏ vào mình nạy lên. Máy rất là mới, rất là sáng. Đồng hồ đây là đồng hồ cổ nha anh em. Con này mẫu số 6 giá là 2 triệu. Qua mẫu số 7, chạy tự động nha anh em, mẫu 6 chạy tự động. Qua mẫu số 7, con này con đồng hồ hiệu Henry London. Henry London, đồng hồ của Nhật Bản. Full hộp mới cứng luôn nha anh em. Con này mới cứng luôn, còn tem mát luôn. Mặt nó màu hơi hồng hồng nha, màu hồng hồng. Toàn thân cũng mạ vàng hồng luôn. Độ mới cao gần như là 100%. Mặt rất là sáng và nó làm kính mica nha nè, làm bằng kính mica giống như đồng hồ cơ cốt vậy. Nhưng con này đeo rất là đẹp, rất là sang, đeo nổi. Henry London dây vẫn còn nguyên zin nha anh em. Có một ô cái số lịch. Size 38. Nước vàng của nó làm rất là chất lượng nha. Con này mẫu số 7, giá là 1.500.000. Full hợp. Qua mẫu số 8. Mẫu số 8 con này con đồng hồ của Thụy Sĩ quân đội nha. Tặng thêm một bộ dây da mới, dây da cá sấu nha. Bộ dây da này anh em thích thay vào đây thì thay. Con này hiệu là Swiss Military. Swiss Military, con này chạy một cốt ba kim. Nó có giờ quang nha anh em. Đồng hồ của Thụy Sĩ. Con này size 38.
dây anh em về thay dây da khác vào, dây da có đem đem thêm một bộ dây da mới đó, anh em thay vào đây, không thích thì thiện phú sẽ thay dùm cho, bỏ vào đây vệ sinh xíu nữa là nó rất là đẹp. Con này mẫu số 8 nha nè, mẫu số 8 giá là 1,3 triệu. Hiệu nó là hiệu Wenger nha nè, hiệu Wenger. Tặng một bộ dây da mới luôn. Qua mẫu số 9. Con này con đồng hồ hiệu là Diesel. Diesel con này full hợp. Còn cái sổ bên trong nha nè. Hộp cũng còn rất là mới nữa. Con này đồng hồ nhìn rất đặc biệt nha nè, nhìn rất đặc biệt, lần đầu tiên gặp cái mặt như thế này luôn. Mặt nó màu sô-cô-la nha nè, màu sô-cô-la mà nó chia khoảng ở đây, màu khác nha, chỗ này màu khác nè, cái vùng này nó màu khác. Trên này diesel, và bên này nó để cửa sổ lịch nằm ở góc bên này. Nhìn rất thiết kế rất đẹp. Size 43 nha nè, size 43, dây vẫn còn nguyên zin hết. Còn niềng xoay được nha em, niềng xoay được luôn nè. Bên ngoài nó có chi khoảng đây, cái gì bên ngoài đây nữa này. Chỗ này nó thẳng và chỗ này nó có đục bầu chỗ này. Nó làm kế quá là đẹp luôn. Mặt sau nó đây. Diesel dây nguyên zin nha em. Con này nó đã sử dụng qua sơ thôi. Nhìn kỹ cái mặt nó nha, rất đẹp luôn. Nó thiết kế cái lịch nó nằm bên góc này, nhưng mà lịch một lần thấy là 6 lịch một lần nha. Con này rất là độc, khó kiếm con thứ hai nha. Con này mẫu số 9. Mẫu số 9 giá là 1,5 triệu. Đôi lúc có tiền nhưng mà không mua được nha, tiền mà kiếm không ra con thứ hai. Qua mẫu số 30. Ủa? Sau đây anh em qua mẫu số 10. Mẫu số 10, cái hàng giữa mà lấy lộn hàng trên. Mẫu số 10, con này con đồng hồ hiệu nó đây, ở dưới đây nha nè. Cái mặt của nó này chắc như một viên kim cương luôn, lồi lên. Nó có cái logo chỗ này. Nó có rất là nhiều góc cạnh nha nè, góc cạnh. Và nó đính một viên đá màu trắng. Đá này nó cũng có nhiều góc cạnh nha, đồ phổ. Giống như viên kim cương vậy đó. Con này size 42 nha anh em. Size 42, khóa nó đây. Mặt sau. Con này mẫu số 10 giá là 1,9 triệu. Chạy pin. Con này có cổ tay to một xíu, đeo đẹp nha. Qua mẫu số 11, con này có đồng hồ hiệu là Mauro Radari. Con này cọc số của nó đính kim cương nha nè, cọc số đính kim cương, chạy bằng pin năng lượng, ánh sáng chống nước 10W. Mặt nó khảm trai, độ mới cao nha, độ mới rất cao. Size 40. Con này size 40. Mặt đính kim cương nhân tạo. Chạy pin năng lượng ánh sáng.
con này chống nước luôn, con này núm xuống ốc nha anh em. Con này mẫu số 11. Mẫu số 11 giá là 1,6 triệu. Chạy pin năng lượng ánh sáng, pin còn rất khỏe nha anh em. Qua mẫu số 12. Mẫu 12 con này con đồng hồ hiệu Rado, chạy máy Nhật, máy pin máy Nhật. Nó làm bằng đá tung sen nha anh em. Nó làm bằng đá tung sen, toàn dây và kính làm bằng kính sapphire. Cái màu dây này là màu mặn chín nha anh em, màu mặn chín. Rất là ít gặp cái màu mặn chín này. Cái màu mặn chín và cái mặt của nó làm giống như sợi dây luôn, cái màu của nó giống sợi dây. Trên cái niền bên trong này nó có đính đá nha anh em. Con này size 31. Chiều ngang của nó là từ đây qua đây là size 43. Dây còn khá rộng. Con này mẫu số 12 giá là 1,2 triệu. Qua mẫu số 13. Mẫu 13 con này con đồng hồ cái hình thương hiệu con hổ nha anh em, nó nhảy này, chạy hai kim, cái trên nó để 12 và dưới để số 6 rất là to luôn. Trên này nó đính đá nha anh em, liền đính đá hai bên. Ba hàng. Không thiếu một hạt nào nha anh em. Kính cái con này nó làm thiết kế là nó cong theo hình cong như thế này. Núm nó có một con hổ nhảy. Toàn thân mạ vàng. Size 40. Con này nó còn cái siêu phía sau, nó có cái con này hiệu là Fuma nha anh em. Hiệu Fuma, còn cái tên phía sau chia sẻ này. Hiệu Fuma Vitality. Con này mẫu số 13 giá là 1,2 triệu. Dây của nó có khóa bướm nha nè. Khóa bướm này. Qua mẫu số 14. Mẫu 14 con này con đồng hồ chạy 2 kim rưỡi nha nè. Nhưng cái kim rưỡi của nó nó nằm sao có cái kiểu như này nha nè. Nó nằm bên này. Cái kim này nó nằm 12 gấp 12 giờ nha nè. Và núm nó nằm bên này luôn. Cái chữ nó này 2048. Cái kim nửa cái kim nó nằm ở góc 12 giờ, đúng nằm bên góc trái luôn. Cái mặt nó soi gương được nha anh em, mặt soi gương được. Con này mẫu số 14 giá 1 triệu. Size 32. Hơn 32. Size 31 chứ, size 31. Cây bốn chân dây của nó là 41. Mặt sau gương được. Qua mẫu số 15. Mẫu số 15 con này con đồng hồ hiệu là Orobienko, chạy pin kim trôi nha anh em. Con này chạy pin kim trôi,
Máy to lắm. Pin kim trôi chạy Tunograph góc 6 giờ. Có một ô có số lịch. Và trên cái này niềm bên trong này nó chia những cái giờ như thể thao hay sao. Nó để là 70, 75, 80, 90, 100, 110, 120, 130 rồi lên đây nha này. Nó lên 106, 107, 108. Rồi nó lên đây. Robinco. Dây khóa còn nguyên zin. Khóa này vẫn còn nguyên zin nha này. Size khá bự. Size 40 4 nha anh em. Size 44. Con này mẫu số 15 giá là 1,1 triệu. Và mẫu số 16. Mẫu số 16 con này con đồng hồ hiệu Sika. Con này hiệu Sika của thụy sĩ. Con này size 42.5. Nó thiết kế là cái kính nó lồi lên và nó giác ngang như này. Nó lồi lên đây và giác ngang. Mặt nó màu hơi xám xám đen đen. Dây khóa vẫn còn nguyên zin. Chạy máy của Thụy Sĩ nha nè. Con này mẫu số 16 giá là 1,4 triệu. Qua mẫu số 17. Con này là một chiếc nhẫn bạc đúc. Chiếc nhẫn bạc đúc bên này có hình con đẹp con bồ cạp. Và bên ngoài này bên này hai bên có hình con bồ cạp luôn. 9 viên nha nè, bên này đến 9 viên, bên này chính 9 viên và cái hạt ở giữa này rất là to. Con này size 19. Size 19. Con này mẫu số 17 giá là 1,1 triệu. Và mẫu số 18. Mẫu 18 con này là một cái con bạc đúc. Nó mạ bạc kim bên ngoài. Đến một viên đá ở giữa này. Và bên xung quanh này nó có đính đá. Size 19 luôn. Con này mẫu số 18 giá là 1,000,000. Và mẫu số 19. Mẫu 19 con này một cái chiếc nhẫn nó làm rất là nặng nha nè. Có lẽ là bên trong nó làm bằng inox hay là gì đó, rất nặng, rất dày. Bên này nó để một cái chữ. Bên này chữ khác, như bên này chữ khác nha, hai chữ khác nhau nha, chữ này khác, chữ này khác. Bên trên này nó để một chữ rất là to này. Giống như vàng 24 vậy đó. Con này size 19 luôn. Con này mẫu số 19 giá là 400k. Đều cũng khá đẹp nha. Qua mẫu số 20. Mẫu số 20 con này một con bạc đúc mạ bạch kim. Nó để bên trong 925 nha này.
bên trên là nó đính hình chữ V, chữ V hai bên. Con này size 18 nha anh em. Con này size 18. Con này mẫu số 20, giá là 750k. Và mẫu số 21. Mẫu 21 con này con cũng là bạc đúc. Trên này đính đá cho anh em, đính ngang hai bên và đính hình vuông. Con này size 18. Con này mẫu số 21, giá là 700k. Qua mẫu số 22. Mẫu 22 con này là một chiếc nhẫn bạc đúc dành cho nữ rồi. Dành cho nữ, bên này nó đính đá cây nha nè, đính đá cây 246 viên đá cây. Và bên kia cũng đính 6 viên đá cây, trên này đến 2 dòng, 2 hàng này. Hàng bên trong và ngoài. Cái viên này viên màu đỏ và nó có rất nhiều góc cạnh nha nè. Chiếc này nhìn rất đẹp. Size 17, hơn 17 chút nha nè. Hơn 17 xíu. 7.5. Con này mẫu số 22, giá là 750k. Đến đá cây rất là đẹp. Qua mẫu số 23. Mẫu 23 con này một cái chiếc nhẫn, nó làm bên này nó làm một cái miếng giống như là thạch anh. Này mạ vàng. Size 17 nha anh em. Con này size 17. Tay bên này đều chắc vừa này. Con này mẫu số 25, giá là 350k. Nó thiết kế xếp xếp này. Như là mẫu 24 chưa, 23, 24 chưa like. Mẫu 23 nha này. Mẫu 23 con này một chiếc nhẫn bạc đúc. Hình nó mình chưa biết là hình gì luôn. Cái hạt nó màu đỏ và màu xen kẽ như thế này nha anh em. Con này size 19. Size 19. Con này mẫu số 23, giá là 1 triệu. Mã số 24. Mã 24 con này đính đá. Tôi đã qua đây nha anh em. Size 17.
size 17. Con này mẫu số 24 giá là 950k. Bạc đúc, mạ bạc kim. 25 la rồi nha anh em, hạ qua 26. 26 đây là một sợi dây bằng đá nha anh em. Đá màu đen. Nó có 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 hạt. Dây này có 24 hạt nha. Con này dây này mẫu số 26 giá là 200k. Nó nặng chứ không phải nhẹ đâu nha anh em, nó là bằng đá. Sao? Qua mẫu số 27. Mẫu số 27. Đây là một cái sợi dây nhỏ, chắc dành cho em bé sao nhỏ. Nó cũng làm bằng chất liệu gì mà nó làm bằng cái chất liệu gì không biết nha. Nó nặng và nó cũng nặng đấy. Gõ vô nó không phải nhựa đâu nha anh em. Con này dây này dành cho em bé quá, dây rất là nhỏ này. Dây này mẫu số 27 giá là 200k. Qua mẫu số 28, con này là một hình con tùy hưu. Hình con tùy hưu ngậm cái đồng tiền, nó ôm cái đồng tiền này. Mặt dây chuyền nha anh em, đeo cái chỗ này. Hình mặt dây chuyền. Con này mẫu số 28 giá là 350k. Qua mẫu số 29. Đây là một cái đồng hồ hiệu là Free Folie. Con này niền đính đá hai hàng bên trong ngoài nha anh em. Bốn góc, bốn viên đá kim cương là gì? Toàn thân mạ vàng hồng. Cái vàng hồng này rất là chất lượng nha. Con này size 42. Con này size 42. Dây trắng. Toàn thân mạ vàng hồng, dây trắng và khóa vàng hồng luôn. Con này thay bộ dây da màu nâu rất đẹp nha anh em. Mặt nó là giống như hình, cái hình nó có hình dạng như này. Cái nền dưới màu trắng và bên ngoài bên này nó màu khác. Nó có một lớp trên đấy nha anh em. Cái lớp ở dưới là màu trắng và lớp trên nó màu hơi màu hồng hồng giống cái màu của này. Hồng nhạt. Con này mẫu số 29 giá là 1.100.000. Qua mẫu số 30. Con này hiệu là Oro Bianco. Mặt nó này. Chữ nó màu đỏ nha anh em, chữ đỏ. Cái thương hiệu của nó hình màu đỏ và cái con này là màu đỏ luôn nha anh em. Kéo cái mặt kia màu đỏ. Rất là nổi. Kính nó giá cạnh lên, kính nó lồi cong, cong theo cái này và nhìn giống như là nó có một cái lớp ngang nhưng mà nó lớp nó nằm bên trong cái kính nha nè. Nhìn nó có một lớp ngang này, mà kính nó nằm bên trong. Nấm có đến một viên đá, bốn cái chân dây của nó nhìn rất là đẹp, bốn chân dây giống như chân rùa. Size 38. Size 38.5. Bốn cái chân dây là size 44 nha anh em. Khóa nguyên zin, dây nguyên zin.
con này mặc quá đẹp luôn nha nè. Có một ô cao su lịch nằm ở góc xéo dưới này, dây nó là dây khóa bướm gặp hai bên. Con này mẫu số 30 giá là 1,1 triệu. Qua mẫu số 31, con này con đồng hồ hiệu là The Clock Hole. The Clock Hole, con này chạy bằng pin năng lượng ánh sáng. The Clock Hole chạy pin nha anh em, 1964. Size 40. Cái mặt nó giống như một quả địa cầu nha anh em, mặt quả địa cầu. Con này mẫu số 31 giá là 950k. Qua mẫu số 32. Mẫu số 32 con này con hiệu Agenda. Mới 100%, chỉ có thiếu cái hộp thôi nha anh em. Xé ni lông ra nhìn rất mới luôn. Agenda chạy 3 cốt 6 kim. Con này mua mới rất là mắc nha. Con này mua mới là 50.400 yên, nó giảm còn 48.000 yên. Dây tiếp đúc đặt. Con này chưa qua sử dụng một lần nào luôn, chưa xé ni lông phía sau, dây vẫn còn nguyên. Size 42. Con này mua mới 54.000 yên, giá cao lắm nha nè. Mua mới nó là gần 9 triệu nha nè. Con này mẫu số 32 giá là 1 triệu. Niền xoay nha nè, niền này xoay được. Qua mẫu số 33. Mẫu 33 con này cũng là một con siêu phẩm nha nè. Một con siêu phẩm Riemenwell. Con này hiệu Riemenwell, chạy 2,5 kim. Toàn thân nó bọc vàng nha nè. Bọc vàng toàn thân. Đến đây luôn. Bọc đến đây. Rất là đẹp. Nó bọc quý sau luôn nha nè, bọc mặt sau luôn nè, bọc mặt sau và bọc luôn đây luôn. Riemenwell bọc vàng nó này, con này nó 18k nha nè, 18k gold fill. Bọc ra qua bên này luôn, giống như một cục vàng vậy đó, giống như một cục vàng luôn. Bên ngoài này, bên ngoài này, bên này cũng vàng, bên này cũng vàng. Dây rất là dài nha nè, chạy 2,5 kim, nhìn rất là sắc sảo nha nè. Chạy máy thì sĩ chính hãng. Con này size 32, bộ dây nó còn dài lắm, có thể cắt bắt mắt bỏ bớt đeo vào này nha nè. Đây nó còn rộng nha nè, còn rộng. Riemenwell, đồng hồ của Thụy Sĩ chính hãng. Nó đồng hồ này mắc tiền lắm. Con này chạy 2,5 kim. Mua mới nó mắc tiền lắm nha nè. Độ mới được cắt rất là cao. Con này mẫu số 33 giá là 2,6 triệu. Mẫu số 34. Mẫu số 34 con này con đồng hồ hiệu Sika. Mặt màu xám nha anh em, màu xám, màu của bộ lam á, màu lam. Nó kết hợp với màu cam. Cọc số màu cam, kim màu cam. Góc 3 giờ có một ô cao su lịch. Dây nguyên bản của nó là dây như thế này. Đồng hồ của Thụy Sĩ rất là mỏng. Size 35 và đo bên ngoài là size 39 nha này.
Bộ dây này rất là xịn nha. Dây kiểu Sika luôn. Khóa nguyên zin. Máy Thụy Sĩ. Con này mẫu số 34, giá là 900k. Qua mẫu số 35. Con này còn hợp. Hợp nó bên trong này màu đỏ nha. Độ mới 100% luôn. Number. Hiệu number nha anh em. Này nó để chữ N. Nó thiết kế màu trắng và nó có một góc trẻ như này. Bên trong này nó có chữ, bên trong này có những cái nút nhạc. Nút nhạc máy bay 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 trong này. Cái sợi dây của nó bên trong làm màu đỏ luôn. Nhìn rất là sáng và rất là gọi là nó rất là chắc nha nè. Chất thép của nó nhìn rất là đẹp, rất là bền, cứng này. 40 size 42. Những cái con đồng hồ chất lượng này nhìn cái vỏ thép của nó rất là đẹp nha nè, rất là sáng và bóng. Bóng lưỡng luôn. Con này mẫu số 35. Giá là 850k. Qua mẫu số 36. Mẫu 36, con này con đồng hồ hiệu là Bow Hewitt. Bow Hewitt mặt màu trắng nha anh em. Con này size 36. Size 36 nha anh em. Mặt trắng, đồ mới còn rất là mới này. Dây vẫn còn nguyên zin, logo ở đây. Có một cái mỏ neo PH. Ký hiệu của nó là Bow Hewitt. Con này chạy máy Ronda nha này. Chạy máy Ronda Movement. Kính là bằng kính Sapphire Classic. Và nó là thương hiệu của Đức. Toàn thân nó là inox đặc. Không rỉ nha. Inox chứ không phải C. Cái thương hiệu nó như đây nha anh em. Size 35.5. Rất là mỏng nha anh em. Con này mẫu số 36, giá là 1,3 triệu. Qua mẫu số 37. Mẫu số 37, con này hiệu Citizen. Mặt màu vàng, dây vàng. Dây thiết kế màu vàng này rất đẹp nha nè. Thiết kế nó có những cái hoa văn trên này. Giống như một cái lắc đeo tay luôn. Nó có một sợi dây đây. Size 21. Con này đồng hồ của Nhật Bản Citizen nha anh em. Sản xuất tại Nhật Bản luôn. Con này mẫu số 37, giá là 650k. Qua mẫu số 38. Con này con đồng hồ hiệu Oren, chạy automatic. Còn mắt dây. Oren mặt nó màu hồng, chạy automatic. Chạy automatic và nó là Oren 3 sao nha anh em. Oren 3 sao. Nó có chủ lịch nằm ở góc 3 giờ và 9 giờ. Lịch này là lịch ngày và lên lịch thứ nha anh em.
kính nó dắt cạnh rất là nhiều góc cạnh trên này. Đồng hồ nữ nha anh em, nó nhỏ. Size 28 gần 28 27.5. Con này nó có đường băng nằm trên chia xuống nha anh em. Con này mẫu số 37. Mẫu số 37 giá là 800k. Chạy tự động nha anh em. Mẫu số 38 giá 800k. Mẫu số 39. Mẫu 39 con này con đồng hồ pin. Nó thiết kế hình của quạt ở đây này nha anh em. Cái hình quạt trên này. Và nó có những hình tròn ở đây. Một cốt nó làm thiết kế cũng khá hay. Con này là đồng hồ sản xuất tại Nhật Bản. Size 40 và đo bên ngoài này là size 42 nha anh em. Thiết kế hình quạt rất đẹp. Để trong nước là 100m. Polestar. Con này mẫu số 9 giá là mẫu số 39 giá là 950k. Khóa nó là khóa gập hai bên nha này, khóa gập một bên. Khóa nó đây, hiệu nó đây nha này. Polestar. Qua mẫu số 40. Mẫu 40 con này hiệu là Piaget. Con này size 33 nha anh em. Con này size 33 nó có trục tung hoành. Dây đề mi vàng hồng. Rất là mỏng. Con này mẫu số 40 giá là 1 triệu. Hình như có mấy mẫu 40 luôn nha. 40, 41 trùng nhau rồi. 40 này qua 41. 41 con này hiệu Rado, chạy cơ cót nha nè. Con này chạy lên cốt tay Rado. Dây nó mạ bạc. Máy thụy sĩ nha nè, con này máy thụy sĩ. Size của nó là size 19. Chạy 2 kim. Con này mẫu số 41 giá là 650k. Mẫu 40 và 41 bị trùng nhau nha nè. Bây giờ qua mẫu 40 của kính. Kính này nó làm gọng đồi mồi. Con này nó để sun Radium nha nè. Sulfurium là vàng trắng nha nè. Sulfurium. Con này nó mạ vàng trắng hay là sao nó để radium. Trên này nó có ký hiệu gì trên này nha nè. Nó để ký hiệu gì trên này nè. Nó đóng dập chìm. Đóng chìm bên trong á. Con này chắc mạ vàng trắng hay sao? Mạ vàng trắng nha nè. Chắc là mạ vàng trắng chứ không phải là vàng trắng đâu. Gọng đồi mồi nha em. Con này size 130 nha em.
Con này mẫu số 40 giá là 500k. Thiện Phú về một lô kính này rất là chất lượng. Lô kính này về hơn 100 cái nhưng mà Thiện Phú soạn ra dần dần, một lần như vậy lên 10 cái thôi. Chứ lên một lần không hết nha nè. Không có hết, với lại chưa có vệ sinh hay là chưa có xem nó là cái gì. Thì một lần như vậy là lên khoảng 10 cái thôi. Cho nên em chọn dần dần. Con này mẫu 41 của kính nha nè. Mẫu 41 của kính. Con này mạ vàng. Nó khắc chìm 10, nó để là Vista 12K nha anh em, 12K Goldfield. Nó mạ vàng 12K. Cái hình của nó làm hình nó bao bào như này. Con này size 135 nha anh em, 135. 135. Con này mẫu số 41 giá là 550k. Qua mẫu số 42. Mẫu số 42. Con này là một cái kính mạ vàng. Mà vàng toàn thân nha. Trên này nó để chữ R. R, R ngược. Nó có kính khắc chìm ở đây. Nó để cái gì chỗ này 16 nha nè. 16 gì chỗ này nè. Cái này nó khắc chìm cái chữ Cosima, hiệu nó là hiệu Cosima đó. Bên này nó làm hai bên nó màu đỏ nha, màu đỏ. Hai bên như này. Chính giữa này cũng màu đỏ. Con này size 126 126. Con này mẫu số 42 giá là 500k. Mẫu số 42 nhiều vậy ta. Cái này rớt ra mất giá luôn nha này. Qua mẫu số 44. Mẫu số 44. Và mẫu số 45. Mã số 44 trước nha anh em. Mã số 44 con này hiệu là Dior nha anh em. Dior. Trên này nó có đính đá. Cái gọng của nó nhìn cái màu nó giống như dần đúc. Nó có chữ CD này. Dior. Thì o nó để là mắt in Australia như này. Australia. Kính này là kính không có độ như này, kính không có độ, kính kính mát thôi. Cái này 136. Chiều ngang nó 136. Con này mẫu số 44 giá 500k. Qua mẫu số 45. Mẫu số 45 con này gọng đồi mồi. Gọng đồi mồi nha anh em. Con này mạ vàng trắng hay là gì một nó màu trắng màu bạc. Con này size 143. Size 143 gọng đồ mồi.
và một số 46, đây cũng gọng đầu mồi này. Con này mạ vàng, con này made in Germany nha anh em. Made in Germany. Nó khắc chìm bên trong. Made in Germany bên ngoài, bên này là nó để gì cho bên này? Nó có đóng mọc cái hình gì đây? Con này nó mạ, con này nó để là 10k gold fill nha anh em. Bọc vàng 10k gold fill. Này thiết kế như này, nó có hai cái đường này. Trên này là đầu mồi. Con này size 133.5. Con này mẫu số 46, giá là 600k, gọng đầu mồi. Bọc vàng 10k gold fill. Qua một số 47. Con này cũng là gọng đồi mồi. Nó làm sáng như này. Nhìn nó như màu bạc đó nha anh em. Nó có một cái ký hiệu gì ở đây. Nó đóng ở đây nha nè. Nó đóng chìm ở đây. Nó để là ASFA. Cái hiệu của nó sao không biết. Con này size 132. 132, 133, 132, 133 nha nè. Con này mẫu số 47, giá là 450k. Qua mẫu số 48. Mẫu số 48. Đây là một cái kính mạ vàng 14k gold fill. 14k GB nha anh em. Để 14k GB. Khắc chìm nha. Khắc chìm bên trong. Mạ vàng toàn thân. Con này mẫu số 48, giá là 550k. Chỉ có mình thay cái kính này, mình thay cái tròng bên trong thì rất là đẹp nha nè. Thay cái vòng mình cái mắt bên trong á, cái tròng bên trong là đều đẹp lắm. Một 36 nha nè, này 136 mà vàng 14k. Và một số 49. Đây là một cái kính AO mạ vàng. Không bắt được. Của Mỹ nha nè, kính Mỹ. American. Con này một kính màu trà. Còn một cái duy nhất nha nè. Đây nó để AO hai bên. Con này size 140. Con này giá là 950k. Cái kính này không có giá luôn. Kính này không có hiệu, không có cái mã số. Để ở đây qua bên nha nè. Và video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn em đã theo dõi kênh, chia sẻ, đồng hồ đồ đồ nhật và
Hẹn gặp lại anh em trong một cái video tiếp theo.